Chào tất cả mọi người. Hôm nay thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái công cụ Super Target. Chúng ta có thể target vào một cái fanpage hay là vào một cái nhóm hoặc là một cái trang UID nhất, một cái tệp UID nhất định. Rồi, thì chúng ta trong này nó sẽ có, sau khi chúng ta đăng nhập bằng token thì nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là tạo đối tượng này, thêm người vào đối tượng này, và lịch sử hệ thống đã hoạt động. Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn cái tài khoản của chúng ta, phải là tài khoản doanh nghiệp mọi người nhé. Và chúng ta sẽ, cái này là liên quan đến trang điểm đúng không? Mình ví dụ vậy. Hoặc là mình sẽ có cái món ngon Hà Nội đi. Rồi mình ví dụ cái trang này cho mọi người nhé. Ví dụ mình muốn target vào những người cái món ngon Hà Nội này đúng không? Rồi, chúng ta sẽ vào đây. Đúng không? Đối tượng nó là món thích ăn uống đi. Ok. Thích ăn uống, ví dụ vậy. Chúng ta ấn tạo đối tượng. Rồi. Và trước khi tạo đối tượng, nếu chúng ta chưa chấp nhận điều khoản ở đây thì nó sẽ không chạy nhé. Nên mọi người ai chưa chấp nhận thì chấp nhận điều khoản của Facebook, đó là sử dụng data thôi. Thứ hai là chúng ta sẽ thêm người vào đối tượng này. Chúng ta sẽ chọn tài khoản. Chúng ta chọn tài khoản thích ăn uống. Đối tượng là thích ăn uống, lúc này chúng ta vừa tạo. Và chúng ta sẽ chọn, ví dụ bây giờ tôi muốn là chạy target vào một cái fanpage đúng không? Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái đường link vào đây. Đấy. Ok. Và chúng ta ấn thêm. Rồi, hệ thống đang hoạt động. Ta sẽ chờ một chút. Thì chúng ta có rất là nhiều gói data nha, nên là chúng ta muốn một gói cao hơn thì chúng ta có thể sử dụng gói cao hơn. Ok, đã thành công. Rồi, ví dụ vậy. Ví dụ sau này chúng ta có một cái trang mới chẳng hạn, như trang này chẳng hạn. Ví dụ vậy. Rồi, mình muốn thêm vào thì chúng ta cũng làm thêm vào cái tệp có sẵn được nhá. Ta hãy chọn này. Đấy, và vẫn là cái tệp ăn uống đó. Chúng ta thêm này. Rồi, chúng ta chờ trong một lúc. Thì chúng ta có thể thêm, thứ nhất là fanpage này. Thứ hai, chúng ta có thể thêm group này. Group này là link công khai nhé. Còn cái nhóm kín thì sắp tới sẽ update. Còn đây là nhập cái danh sách UID. ID là ví dụ như thế này. Rồi, cái này xong rồi nhé. Ví dụ UID. Ví dụ chúng ta có, ở đây có 179 người chẳng hạn. Chúng ta muốn lấy UID like cái bài viết này chẳng hạn. Rồi, chúng ta sẽ vào cái công cụ. Scan. Thế này thì có một cái video hướng dẫn riêng, mọi người có thể xem trong cái chuỗi video. Rồi chúng ta tìm ai like. Đó, rồi. Đây là chuỗi. Rồi chúng ta bỏ vào đây. Và với cái công cụ UID này chúng ta có thể quét rất là nhiều, quét một bài trên một nhóm. Trên cái Facebook cá nhân hay trên fanpage để chúng ta tạo đối tượng nhé. Đấy. Rồi chúng ta tạo đối tượng, ví dụ vậy. Đây. Thêm 142 người thành công vào đối tượng, xong. Ta F5 lại này. Đấy. Đây. Đấy. Và chúng ta sẽ vào quản lý đối tượng này. Chúng ta chọn cái nick đó nhé, chọn cái tài khoản nhé. Rồi, mọi người thấy thích ăn uống không? Nhưng mà nó đang nhỏ thôi bởi vì là nó chưa tạo xong đâu. Thì khi chúng ta chờ khoảng 3 phút 1 tiếng thì nó sẽ lên nhiều như thế này. Rồi, còn về chạy quảng cáo thì đơn giản thôi. Chúng ta hãy chạy, chúng ta có thể ấn từ ở đây. Ví dụ ấn từ ở đây. Chúng ta ấn chạy quảng cáo cũng được. Hoặc chúng ta vào một cái nhóm chúng ta đang chạy nhé, thì chúng ta đến ở phần nhóm này,
phần đối tượng này thì chúng ta chỉ việc gõ tên nó thì nó lên thôi. Đấy, ví dụ mình muốn chạy mỹ phẩm đi. Đấy. Được không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ chạy đúng cái đối tượng này luôn. Còn ở dưới này chúng ta vẫn thiết lập tuổi target như bình thường mong muốn. Còn đây là chạy chính xác vào đây rồi đấy. Đó, ok. Chúc mọi người sử dụng hệ thống thành công.